Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Long Fitness. Và hiện tại là chúng ta đang tiếp nối cái series là lịch tập tăng cơ giảm mỡ dành cho nam. Một cái series là rất là dài dòng với nhiều vấn đề để mình nói, nhưng mà thật sự là mình không biết nói làm sao cho nó ngắn hơn để các bạn chịu khó ngồi nghe nha. Rồi, chúng ta đi lại với vấn đề là bạn này là 1m7, nặng cỡ 75-85kg, đang cần tăng cơ và giảm mỡ, tuổi từ 20-40 tuổi. Thì cái số lần trước là mình đã nói về cái ngày tập chân của bạn ấy rồi. Các bạn có 4 bài ghi ra nha: squat, lunge, leg press và long jump nhảy xa 4 hiệp 10 cái. Các bạn nào quên mà chưa hiểu cái vấn đề của cái số ngày tập chân á thì các bạn coi lại cái số trước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái ngày tập vai và tay sau. Ok, thì tại sao cái ngực vai tay sau mình lại xếp trong một bài? Bởi vì khi nè các bạn đẩy ngực, cơ vai bạn tham gia, cơ tay sau của bạn tham gia, nên gom lại nó tập trung luôn cái đỡ mệt. Rồi xong, vấn đề vậy thôi, đơn giản, khỏi giải thích dài dòng. Rồi, và cái ngày hôm nay á, thì mình sẽ xếp là 4 bài ngực, 2 bài vai và 1 bài tay sau. Tại sao mình không có xếp bài vai nhiều? Bởi vì khi các bạn tập ngực á, cái nhóm cơ vai của bạn nó tham gia hỗ trợ rất là nhiều, mà cái nhóm cơ ngực là cái nhóm cơ lớn. Cái nè, đó, cái ngực nè, nó bự hơn cái vai. Cái nhóm cơ tay sau á, nó là cũng là nhóm cơ nhỏ. Nên mình sẽ ưu tiên tập nhóm cơ lớn trước. Bởi vì sao? Bạn đang tăng cơ, giảm mỡ, nghĩa là bạn nên ưu tiên tập cái nhóm cơ lớn. Bởi vì khi đó bạn sẽ đốt được cái lượng năng lượng nhiều hơn, đốt được calo nhiều hơn, tiêu thụ oxy nhiều hơn. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cái bài đầu tiên. Ở đây mình đánh dấu nè, các bạn chịu khó lấy giấy bút ghi lại nha. Tại vì cái chữ mình thật sự là mình biết là cái chữ mình rất là xấu, nhỏ lớn gì đi học ai cũng nói gì hết trơn á. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chúng ta có 7 bài, nghĩa là 4 bài ngực, 2 bài vai và 1 bài tay sau. Rồi, bài tập ngực đầu tiên các bạn nên tập trong buổi tập là gì? Mình khuyên các bạn, với những người mình nặng như thế này, các bạn hơi thừa mỡ đúng không? Bạn hít đất là ok nhé. Bởi vì sao? Một là cái bài hít đất là cái bài an toàn, bạn có thể dùng để bạn đốt nóng cơ thể của bạn. Hai là cái với trọng lượng cơ thể của bạn từ 75-85kg thì khi bạn tập cái bài hít đó, thật sự là bạn đẩy một cái trọng lượng nó khá là nặng. Không tin mà lấy cái cân á, các bạn chống cái tay lên, các bạn hít xuống. Nếu bạn nặng 75kg thì cái cân, cái kim nó sẽ chỉ là 50kg nặng á nha. Nghĩa là bạn đẩy 50kg, bạn hít cho mình 15 cái là bạn đập được 750kg rồi. Vậy là khá là nhiều đúng không? Rồi bạn nhân cho 4 hiệp, 2 tấn mấy, 2 tấn, 3 tấn luôn rồi còn gì nữa, khá là tốt rồi. Tiếp đến cái bài số 2 vô cái bài chính. Rồi, các bạn tập bài đẩy ngực dốc lên với thanh đòn inline barbell band press. Ok, tại sao mình lại chọn khuyên các bạn là đẩy cái ngực dốc lên? Bởi vì phần lớn mọi người á thiếu cái phần gân ngực trên. Cái phần gân ngực trên ở phần chỗ này nè, rồi đây nè. Tại vì cái phần này nếu mà các bạn mỏng á thì cái ngực của các bạn á nó sẽ không có cái độ đôn lên như thế này, nó không có bị được đôn lên cái chỗ này, thì nhìn nó sẽ hơi sệ xuống, nhìn nó rất là kỳ. Thêm nữa là cái lượng mỡ của bạn hiện tại nó nhiều mà nó cơ nó không có săn cái phần trên, ở phía trên thì nó sẽ bị hơi, cái ngực nó hơi sệ xuống, nhìn nó khó chịu lắm đúng không? Rồi, một cái lợi ích nữa là thay vì cái bài đẩy ngực ngang, đẩy tạ đòn ngực ngang, bạn tập bạn muốn tốn như đó số, bạn bớt tạ lại một chút, bạn tập đẩy ngực dốc lên thôi, bạn bớt tạ. Bởi vì ví dụ như bạn đẩy được 50kg với ghế ngực ngang thì qua cái ghế ngực dốc á, cùng một số lần số hiệp như vậy, bạn chỉ đẩy có thể đẩy được cỡ 40kg thôi, bạn mất đi cỡ 15-20%, tại vì cái ngực dốc lên nó khó hơn. Rồi, thêm nữa một điều là khi bạn đẩy cái ngực dốc lên á, nó tác động ở phần cơ vai của bạn nhiều hơn, nghĩa là bạn tập được một cái vai thêm một chút, nó rất là lợi thế của cho các bạn nha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cái mức tạ ở mức nào? Ở mức là các bạn đẩy hiệp nặng 6 cái hay là các bạn đẩy ở mức cỡ 12 cái? Rồi chúng ta cùng làm toán nha. Rồi ok, zoom vô màn hình làm toán nè. Với 4 hiệp tập, ví dụ như các bạn đẩy cỡ 12 cái là nó cỡ tầm 70% sức của bạn. Giả dụ ở đây mình đẩy, các bạn đẩy được 12 cái. Thường á, các bạn đẩy 12 cái được 50kg đi, nó là 70% sức của bạn. Nhưng mà nếu các bạn đẩy 6 cái, nó là cỡ 85% sức, nghĩa là các bạn cộng lên thêm cho nó là cỡ 15%, nghĩa là 50 chia cho 100, 50 cộng cho 50 nhân cho 1.15. Rồi, cái mức này là cái mức, cứ cho làm tròn 60kg đi. Nghĩa là nếu các bạn đẩy 12 cái ở mức 50kg thì các bạn ráp 60kg các bạn sẽ đẩy được 6 cái. Ok, mình tính cái này là tương đối chính xác thôi. Còn nếu mà các bạn muốn chính xác hơn á, thì các bạn, mình sẽ có một cái video clip nói về cách tính qua RepMath hay là tính các chỉ số để biết được cái mức tạ nào các bạn đẩy phù hợp hơn. Cái này mình ước lượng thôi nha. Rồi,
Dạ, chúng ta sẽ làm toán như thế này. Ví dụ như mà các bạn đẩy 50 kg mà các bạn nhân cho với 12 cái, các bạn nhân cho 4 hiệp thì các bạn sẽ có là 2400 kg. Rồi cái nào là cái option thứ nhất ha, cái này là option đẩy 12 cái nè. Rồi nhưng mà nếu các bạn đẩy 60 kg mà các bạn nhân 6 cái mà các bạn nhân cho 4 hiệp, bạn đẩy có được 1440 kg à, nghĩa là các bạn ít hơn 1 tấn, đúng không? Vậy thì nghĩa là các bạn ít hao oxy hơn. Rồi nó sẽ là đi ngược lại với cái phương châm của chúng ta là đang tăng cơ và giảm mỡ. Nghĩa là cái điều đầu tiên là bạn phải đốt được cái lượng mỡ lớn và hao được cái lượng calo lớn. Nghĩa là mình sẽ ưu tiên cho tất cả những cái bài tập ở cái việc tăng cơ giảm mỡ này, chúng ta sẽ lựa chọn mức tạ là 10 đến 12. Đó là mức tạ tối ưu hóa cho việc là vừa xây dựng cho bạn khối cơ săn chắc, vừa giúp bạn đốt được cái lượng mỡ tốt. Rồi chúng ta đến với bài số 3. Thì vừa rồi là cái bài số 2 chúng ta thập phần ưu tiên phần trên. Tất nhiên là các bạn đẩy ngược ngang nó cũng vô, nhưng mà các bạn đẩy dốc lên thì nó vô nhiều hơn nha. Rồi các bạn tập như vậy, đó là vai. Rồi như vậy còn phần phía dưới và phần tay sau lúc này nó đang khỏe nhất. Chúng ta chuyển qua bài deep, deep chest. Bài deep chest là bài gì? Đây, deep chest. Deep chest là bài này nè, deep chest đây, cái bài này nè, cái bài xài kép này nè. Đó, mình zoom lại cho các bạn coi nè, đó cái bài xài kép. Rồi, xài kép này thì ở cái xó này cũng có hết, kể cả phòng tập hay kể cả công viên bạn cũng có cái bài này. Rất là đơn giản đầu tiên, nhưng mà mình khuyên cái bài này nó không dễ nha. Giả dụ bạn nặng 75 kg, nghĩa là bạn phải tập cái bài này, bạn nâng với trọng lượng cơ thể của bạn là 75 kg, nó khá là nặng luôn. Vậy thì trong trường hợp này nếu bạn không tập được bài này thì sao? Ok, lấy cái ghế á, cái ghế đậu nhỏ biết không, bạn đứng cái chân của bạn lên trên đó, bạn hít mạng giang, bạn trụ, bạn mình để cái chân của bạn lên, nghĩa là bạn bớt đi chút trọng lượng, nhưng mà bạn phải cảm giác là cái chân của bạn á là nó hơi lăn lăn trên cái ghế thôi, còn lại bao nhiêu lực á bạn phải dồn vô phần ngực. Bạn nhớ là cái bài tập này bạn tập đúng á là bạn phải hơi dốc người về phía trước, nó mới dùng đến cái phần cơ ngực dưới của bạn nhiều hơn. Rồi ngoài ra cái bài tập này nó vô được cả cơ tay sau cho bạn. Rồi như vậy thì vừa rồi là chúng ta với hai bài tập, họ không tính bài đó nha, thì chúng ta bắt đầu vào phần cơ ngực trên, ngực dưới, cơ vai và cơ tay sau. Rồi deep chest. Ok, tới bài tập số 4 thì mình khuyên các bạn nên chuyển qua bài tập ép ngực với máy. Nó khá là đơn giản và phần lớn là các bạn sẽ tập được ở bất kỳ cái nơi nào. Đây, cái bài ép ngực với máy nè. Đó. Rồi, đây là bài số 4 ép ngực với máy nha. Ép ngực. Các bạn mở ngực ra, các bạn ép vô, nó tác động nhiều vào phần cơ ngực giữa, cũng đồng thời khi mà bạn mở ra cái, nó tác động, nó nới dài cái cơ ngực của bạn, nó khá là ok. Thêm nữa cái bài tập này vừa rồi là chúng ta có hai bài tập là tự do, là cái bài ngày tập ngực á, chúng ta tập bài hai, cái bài hai này nè, hai cái này tại tự do. Nó tự do thì nó khó ở chỗ là bạn sẽ mất sức để bạn giữ thăng bằng, vậy bạn sẽ rất là mệt. Thêm bài hít đất nữa, nên cái bài số 4 á chúng ta còn một cái bài nó hơi nhẹ đô hơn chút để các bạn, để dành sức các bạn tập cho bài vai và cái bài cơ tay sau nữa. Nếu các bạn dùng hết cái bài tập này mà các bạn chuyển qua các bạn ép ngực tại đơn á thì nó sẽ dễ quá sức, nó sẽ dễ bị quá tải sức của các bạn. Còn nếu mà các bạn ép ngực tại đơn mà các bạn tập không hết sức á thì nó lại không đúng với mức sức của các bạn. Nhưng mà các bạn chuyển sang máy á, cái lúc này, tại vì cái lúc này cơ của bạn nó hơi mỏi rồi, và bạn không phải là tập quen mà mới tập thôi, bạn sẽ rất khó duy trì cái mức thể lực, cái mức độ bền cơ để bằng tập liên tục ở những cái bài tạ tự do. Tại tập tạ tự do bạn rất là mệt sức, bạn phải giữ thăng bằng, nên cái bài số 4 mình chuyển cho các bạn qua cái bài ép máy. Cái máy nó giữ cho bạn cái khung rồi, bạn như việc bạn đứng ép vô, thở hít thở, nhớ là giữ hai cái điểm này nè để nó tác động vào phần ngực giữa chỗ này rồi nha. Rồi cái điểm mở cho nó giữ ra, cho nó căng cái phần ngực ở này, rồi nhớ nha. Rồi 4 hiệp 10, ok. Ok, sang bài số 5, số 6 chúng ta sẽ lựa chọn hai bài tập vai. Nhanh thôi, video clip này nó dài quá rồi, không biết có ai coi hay không nữa. Ai em coi thì lỗ đáng chịu. Vậy đi. Rồi, bài tập vai chúng ta sẽ lựa chọn cái bài tập nâng vai lên như gì. Đây là bài rất là đơn giản. Đây, tại sao mình khuyến khích các bạn tập bài vai này mà không phải là bài đẩy? Thực chất các bạn tập cái vai cho các bạn, cái vai mà nó tròn rộng như nè, những cái bài đẩy á nó là bài chính là đúng, nhưng mà đó là những bài nó khá là phá sức cho bạn, mà đây là trong cái giai đoạn mà bạn đang còn tăng cơ giảm mỡ.
thực chất là khi mà bạn đẩy cái khối cơ vai đẩy ngược trên á, cái khối cơ vai của bạn nó cũng đã được tác động theo một cái khuynh hướng là gần giống với cái bài mà bạn đẩy tạ đơn hoặc là đẩy tạ đòn. Nên sau khi mà bạn đã tập được 4 bài thì bạn chỉ cần bạn vô bổ trợ thêm cái bài nâng vai tạ đơn ngang gì và cầm tạ đơn nâng trước gì thì nó sẽ tác động vào đều vào cái khối cơ vai của bạn rõ ràng hơn. Nên chúng ta sẽ có hai bài là bài nâng ngang vai gì, lên thở ra và lên gì, thở ra. Nghĩa là bài này lên các bạn tập 4 hiệp 10 nè. Bài tập này thì các bạn tập mỗi bên tay 4 hiệp 10 lên xuống. Nhớ là cái bài tập này, những cái bài tập vai á mà các bạn nâng vai vậy á, các bạn cần phải tập chậm, kiểm soát. Lưu ý là đừng có duỗi thẳng cánh tay ra và gồng bóp chặt cái cánh tay á, dùng cái lực tay làn giang. Các bạn phải thả lỏng cái lực cánh tay và tập trung vào cái phần cơ vai để dùng nó nâng lên thôi. Bài tập này không khuyến khích các bạn tập nặng, bởi vì các bạn càng tập nặng các bạn sẽ bị vô cái khuynh hướng là các bạn bóp chặt cái bàn tay của bạn nâng, dùng lưng, dùng bụng, dùng cả bắp tay hơn giang. Tập vừa phải thôi và tập nhẹ, nghĩa là bạn lựa chọn thậm chí mức tạ 4kg, 5kg cũng được. Bài tập này không còn các bạn tập nặng. Các bạn muốn tập nặng á, vô mày đẩy tạ tập nha. Còn bài tập này khuyến khích tập nhẹ thôi, tại vì cái cơ vai của bạn nó rất là nhỏ, bạn không thể nào bắt cái cơ nhỏ nó nâng bằng cái cơ bự được. Cái thằng này, thằng nhỏ này nó có tí xíu mà nó nâng như thằng em của thằng này á, còn thằng này nó bự vậy cho nó tập nặng đi. Nó nhỏ cho nó tập nhỏ thôi, tập nhỏ nhưng mà quan trọng nó chuẩn, nó đủ mỏi liên nó được rồi. Ok, tiếp chúng ta có hai bài vai ha, nghĩa là vai nâng trước và vai nâng sau, nâng ngang nha, vai ngang và vai trước là mình ghi ngắn gọn vậy á. Đây, bạn phải theo dõi từ đầu video clip này, chuẩn bị giấy bút và ghi đi, tại vì cái chữ mình nó xấu lắm đó, các bạn thấy không, mình ghi các bạn nhìn đâu thấy đâu đúng không. Rồi nhớ lấy giấy bút đầu buổi ghi nha. Rồi bài cuối còn bài 7 đúng không, bài 7 thì chúng ta sẽ tập cơ tay sau. Cơ tay sau đâu rồi, cơ tay sau tricep đây. Rồi chúng ta sẽ tập bài gì với cơ tay sau? Khi nãy từ nãy đến giờ chúng ta tập bài đẩy ngực nè, chúng ta tập bài dip nè, nó đã tác động vào cơ tay sau khá là nhiều. Và bài cuối cùng vô cơ tay sau, đơn giản nhất để xây dựng khối cơ, chúng ta lấy cái bài tạ đơn qua đầu. Bài này là nó phổ biến mà tao nói là ai ai cũng biết luôn, nhà nhà đều biết. Nếu với các bạn nam nha, các bạn nữ thì chắc cũng biết. Tạ đơn qua đầu gì? Hít. Lưu ý nè, có một cái sai lầm á, thường hai bạn hay tập, các bạn mở quá gì? Nè, ví dụ đây, cái này là cục tạ này nha, các bạn nắm nó vô gì? Mở lên gì? Nâng lên. Rồi thường á chúng ta sẽ tập với các bạn cố gắng, các bạn tập cho thiệt là nặng mà các bạn mở ra gì và các bạn không xuống hết biên độ. Các bạn cần phải xuống hết biên độ, tại vì khi các bạn xuống hết biên độ cái khối cơ đây nè nó mới giãn ra tối đa, nó giãn ra thì nó mới nới cái dung tích cái khối cơ ra. Các bạn dùng sức các bạn co lại thì cái khối cơ nó co duỗi giãn tối đa, nó mới kích thích cái cơ của bạn. Nhớ nha, bài này đừng tập quá nặng, tập vừa đúng sức, nghĩa là bạn phải lựa chọn cái mức tạ. Mình kêu các bạn tập cái mức tạ 10 cái đến 12 cái là hết sức, không có đồng nghĩa các bạn là tập quá sức. Các bạn tập quá sức mà các bạn dễ bị sai form lắm. Các bạn phải nhớ là các bạn phải lựa chọn và ghi chép lại. Tôi rất là ít thấy ai mà đi tập mà men thì cuốn sổ ghi á. Chắc các bạn ghi vô điện thoại đúng không, mà lúc mà tôi đứng kế bên các bạn mở điện thoại là thấy các bạn chơi game lại ngồi nhắn tin cho gái không à. Được nha, chúng ta đang tập, chúng ta phải tập trung tập luyện. Các bạn lấy giấy bút các bạn ghi lại, mở ra, nhớ xuống sau vô, nâng lên, xuống sau vô, nó có cái điểm dừng nha, điểm dừng cái cho nó xé cơ là chúng ta nâng lên. Rồi tóm gọn, rồi cái ngày tập ngực tăng cơ giảm mỡ mình sẽ cho các bạn là hít đó, đẩy ngực dốc lên, dip, ép ngực với máy, vai ngang, vai trước và tay sau. Rồi như vậy thì đây là đủ yếu tố để cấu thành một cái ngày tập đốt về calo khá là lớn, bởi vì bạn phải tìa đập ngực nè, đập vai nè, tay sau nè. Rồi nhưng mà vậy xong chưa mình khuyến khích các bạn á, sau buổi tập này chúng ta sẽ có bài 7 cộng có món nào mới nha. Rồi bài 7 cộng chúng ta sẽ tập bài gì? Tập bài gì mà vừa tốn sức mà nó vừa tác động đều vào ngực, vai, tay sau. Rồi mình cho bạn một bài, đó là bài hít đất vỗ tay. Đây, hít đất vỗ tay. Tại sao? Chúng ta sẽ có bài hít đất vỗ tay kết thúc buổi tập. Tại sao đây là một bài tốn sức? Bởi vì bạn phải dùng sức, cái ngực của bạn nó hít xuống, bạn phải dùng sức mạnh hơn cái mà bạn đẩy ngực để bạn búng cái người bạn lên. Đồng thời hai cái tay của bạn nó phải rất là nhanh, nó bóp vô nhau một cái. Tốn sức cực kỳ luôn. Bởi vì nếu bạn không nhanh, một là bạn không làm được, hai là bạn dập mặt. Rồi, chấp nhận thôi.
đúng không? Giờ bạn muốn giảm mỡ, bạn muốn xây dựng khối cơ, bạn phải chấp nhận hơi mạo hiểm với cái bài tập này. Cái tất nhiên mình không khuyến khích các bạn, nếu mà các bạn nhắm mà các bạn hit đất dưới 20 cái, mình không khuyến khích các bạn tập cái bài tập này. Còn không á, là các bạn không nhất thiết là các bạn phải chống tay lên mặt đất để các bạn tập cái bài hit đất vỗ tay. Các bạn chống tay lên cái băng ghế đại ngực á, nó cao hơn chút, nó dễ hơn. Các bạn dùng sức bạn hít xuống và bật lên vỗ tay, hít xuống bật lên vỗ tay, nó dễ hơn cho bạn. Nhưng mà bạn phải cố gắng bạn bật nhanh, ngay cái việc mà bạn dùng sức bạn bật nhanh á, nó đốt calo của bạn rất là lớn luôn. Nó đồng thời nó kích thích cái khối cơ của bạn cực kỳ mỏi ngực. Và đây là bài kết thúc cho buổi tập ngực vai tay sau lý tưởng. Đây cùng một lúc ngực vai tay sau của bạn nó phải hoạt động với một thật là mạnh, nó không mạnh là cái mặt bạn đập xuống cái ghế. Hai, nó phải thật là nhanh, bởi vì nếu không nhanh á là cái mũi của bạn tôi đập xuống cái ghế. Ba là bạn phải rất là nhanh vỗ cái tay sau đó bạn chấm xuống cái ghế lại, bởi vì nếu bạn vỗ cái tay sau mà bạn không chấm xuống cái ghế được, cái chán của bạn nó phải vẫn đập vô cái ghế. Rồi ok, nếu bạn không muốn bị đập vô cái ghế, cố gắng đẩy mạnh và nhanh, nhưng mà cố gắng lượng sức mình, không khuyến khích là tất cả đều tập nha. Ai nhắm mà hít được 20 cái hoặc là nhắm mà tập được thì hãy tập. Bài tập này cực kỳ tốt cho việc vừa phát triển khối cơ của ngực, vừa thực hiện tốc độ nhanh. Tại vì nếu mà khi mà cái tay của bạn nó đủ nhanh gì, đủ với cái khối cơ, bạn đốt được cái lượng mỡ rất là lớn. Giống như video trước mình đã nói, bạn không phải chỉ mạnh mà bạn phải nhanh nữa nha. Bạn vừa nhanh bạn vừa mạnh, cái lượng mỡ của bạn đốt được rất là lớn. Rồi ok, kết thúc video đây. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo là tập phần lưng và tay trước. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.